hướng dẫn tham gia chương trình một con quét Otozo. Con này sau khi các bạn đăng ký và đi sàn xin up free các bạn. Rồi đầu tiên các bạn ghi địa chỉ username, để username, email, password, xác nhận password nha các bạn. Rồi bấm nút xin up nha các bạn. Con này theo thông tin này các bạn tiễn một ghép là được 1 đô nha các bạn. Đầu tiên các bạn username, anh email, password, xác nhận password, các bạn bấm vào xin up, xin up. Kèo này khá là ngon nha các bạn. Có bờ gâu thanh toán nè. Ồ. À, quét Hà Lan chút các bạn. Hỗ trợ nhiều quốc gia tiếng. Ồ, quét này quá làng à. Các bạn chạy quen chút các bạn, quét Hà Lan thiệt. Các bạn bấm cái này có chắc không có, không có cần mail complete các bạn ơi. Nếu có Gmail thì các bạn đăng ký không Gmail thôi các bạn. Rồi, sau khi các bạn đăng ký thì các bạn được 10 boy nè. Ngày 6 này gì ta. Rồi các bạn nhấp vào ba dấu gạch nha các bạn. Các bạn vào một gaffer nè. Ồ mạng quá lan người ta ơi. Đó hơi chậm chút các bạn, khoan, mình cố gắng làm video hướng dẫn cho các bạn nha các bạn. Rồi. Video quá mất nhiều thời gian mọi người. Rồi các bạn cứ nhấp vào nha các bạn. Hồi là nó ra một cái liên ghép ở trong chỗ này, các bạn lấy liên ghép mình chia sẻ cho bạn bè nha các bạn. Con này nghe nó thông theo thông tin là một ghép là 1 đô mà có bờ gâu quốc thanh toán nha các bạn. Để mình trả lời mình hướng dẫn các bạn. Nè các bạn. Mini một cái tài khoản nhà 2MS nữa, không biết liên giáp của mình nên chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Khoan để mình kiếm một cúp tiền nha các bạn. Các bạn vào một wallet, wallet nè. Mẹ nó đường truyền quốc tế bị lỗi gì vậy, quét nhiều lỗi mà không biết. Mẹ. Kèo này kèo ngon nha các bạn. Các bạn cố gắng làm nha các bạn. Qua khoan khoan qua wallet kìa, mình coi số dư chưa rằng mình này làm copy ghép đi, hồi mình có chia sẻ cho bạn mấy bạn các bạn chờ ghép đi. Vô qua ghép này các bạn. Sau khi các bạn đăng ký các bạn được nhận được 0.8 đô nữa nha các bạn. Phan để mình rút tiền các bạn. Withdraw thanh toán qua đâu rồi ta, khoan để bấm vào này. Login you content payment cho withdraw thôi. Theo thông tin là thanh toán gì vậy ba anh đó nghe không ạ. Thì ba anh này TH này nọ đâu không biết, mình coi quét quá làng. Con này thanh toán qua bay ban hoặc bước phép money các bạn ơi. Vậy bây giờ mình kết thúc nha các bạn. Để khi nào mình có đủ ghép thì mình rút mình làm cái video hướng dẫn các bạn rút tiền các bạn. Các bạn nhớ chơi đừng đi ủng hộ mình là để sớm mình có cái video hướng dẫn các bạn rút tiền các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.